Xin chào tất cả các con, và chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong buổi thứ hai trong chương trình tập luyện tại nhà. Buổi thứ nhất thì thầy đã hướng dẫn cho các con 5 bài tập tay và chân. Buổi thứ hai này thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các con 5 bài tập bụng ngay tại nhà mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Nội dung của buổi hôm nay cũng giống như buổi hôm trước, chúng ta sẽ tập 5 bài. Cứ 2-5 giây tập, chúng ta sẽ có 30 giây nghỉ sau đó chuyển bài. Ok, hãy sẵn sàng chuẩn bị và tập theo video nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến các bài khởi động. Chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng một chút cho nóng người đã. Bài tập đầu tiên sẽ là EZ. Bài này rất đơn giản, chúng ta sẽ tập cùng tay cùng chân. Chú ý ở bài tập này, chúng ta sẽ tập bằng mũi bàn chân. Ok, sẽ 25 giây. Đến với bài tập thứ hai là kickback. Bài này chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế lúc đẩy, sau đó đưa hai chân vào sâu hơn cơ thể, rồi lại đẩy hai chân về tư thế bắt đầu. Tiếp tục đến bài thứ ba là mountain climber. Tiếp tục với tư thế lúc đẩy. Bài này rất tốt cho cơ bụng. Chúng ta sẽ có từng chân một vào sâu trong cơ thể. Nếu được thì các bạn sẽ làm nhanh. Đến với bài số 4 sẽ là cơ bụng. Các bạn sẽ ngồi xuống cùi chân thẳng, sau đó bạn người xuống, chú ý tay để trước người. Thực hiện đi lên, các bạn sẽ thực hiện đẩy tay quá đầu gối.
và bài cuối cùng vẫn là bài cũ đã tiết lộ và thực tế nguồn sổ, sau đó hai nguồn số chú ý vai nhấc lên các bạn sẽ có chân vào giống như đang được đạp xe. Chú ý ở bài tập này chúng ta sẽ nhấc vai lên thì bài tập sẽ hiệu quả hơn. Và vừa rồi là 5 động tác mà các con có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Mỗi động tác chúng ta sẽ tập trong 25 giây và nghỉ 30 giây. Các con có thể tập vào sáng sớm hoặc buổi chiều để vừa phát triển cơ bắp, tăng chiều cao, đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể. Các con hãy nhớ tập đủ 5 động tác và quay lại video gửi lên cho thầy. Chúc các con tập luyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.